Shop ơi, em tên Phát mới alo shop nè, em ở phường 3 gần shop luôn, em đặt hamster và đồ ăn, shop ship cho em nha, em inbox địa chỉ cho shop rồi đó. Ok, em đã nhắn cho shop là muốn mua một em hamster với giá là 80k, và đây là em hamster mà shop đã chọn cho em nè, tròn quay, hột mít và siêu hiền luôn nha, đó, rất là dễ thương luôn. Thêm một bịch thức ăn hamster hỗn hợp 500g, bịch này đang bán ở shop với giá là 35k nha các bạn. Vậy là đủ đơn cho bạn Phát rồi nha. Bây giờ thì cho bé hamster vào hộp, đóng gói hàng hóa, không quên kèm theo hướng dẫn chăm sóc cho bạn nè. Chú shipper đang kẹt đơn khác chưa về kịp mà bạn ấy cần giao gấp nên mình sẽ đi ship cho bạn ấy luôn. Sau 10 phút chạy xe thì mình đã tới nhà khách rồi nè. Giao hàng cho khách và về thôi. Vừa về tới shop là nhận được tin nhắn của em khách, shop rất vui. Cảm ơn em đã ủng hộ shop.